kiến quân đang biến thành một đống hỗn độn. Gang Lim không thể khống chế em trai, yêu cầu địa ngục cử người tới giúp đỡ. Trợ thủ xuyên cổng thời không tới nhân gian, đập tan con quỷ, nhưng em trai vẫn không gục ngã. Tội nghiệp đã không thể kiểm soát. Bên này Ya Hong ở địa ngục cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, cán lún bắt đầu nuốt chửng anh. Đúc Chun không thể cứu được anh, hét lớn một tiếng, em trai dừng lại. Cậu nhìn thấy thảm cảnh của anh trai, cuối cùng dừng cuộc báo thù lại. Gang Lin lập tức trói cậu lại. Vào lúc này, một tòa nhà khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên cát. Đây chính là tầng cuối cùng địa ngục bất hiếu. Yêu ma chính là thẩm phán ở đây. Ông lập tức phán Ya Hong có tội, từng có ý định giết mẹ, tội không thể tha. Đúc Chun lập tức biện hộ bởi không có nạn nhân nào cả. Yêu ma triệu hồi nghiệp kính. Hóa ra ngày khó khi Ya Hong định ra tay giết mẹ, mẹ đang bệnh nặng thực ra đã tỉnh lại rồi. Bà biết con trai muốn giết mẹ mình, bà cũng định như vậy đón nhận cái chết. Như vậy con trai sẽ không còn gánh nặng nữa, nhưng bà không chết còn sống lại. Lúc này Ya Hong khóc lóc thảm thiết, lập tức quỳ xuống tự nguyện nhận tội của mình, chỉ cầu xin được gặp mẹ lần cuối. Nhưng Yeomer lại nói, tôi cho cậu thời gian 15 năm, cậu có đủ thời gian để thú nhận với mẹ. Nhưng cậu vẫn mãi chạy trốn. Trời đất bỗng dưng rung động, hóa ra là hồn ma em trai đang báo mộng cho mẹ. Cậu nói với mẹ, bản thân sẽ lên thiên đường để thực hiện ước mơ làm thẩm phán của mình. Mẹ không cần lo lắng, cậu còn cầu xin mẹ đừng trách anh trai, bởi vì suốt 15 năm qua anh trai sống rất cực khổ. Mẹ nói từ trước tới giờ bà chưa từng trách con trai, ngược lại chính bà đã làm liên lụy con. Nhìn tình cảnh trước mặt này, tất cả đều cảm động không thôi. Yêu ma cảm thán, thực ra con người ai chẳng có tội, nhưng có rất ít người thành tâm cầu xin tha thứ, hơn nữa càng ít người hiểu được thật tâm tha thứ là như nào. Yêu ma xé tờ phán tội, bởi vì có được sự tha thứ chân thành từ nhân gian, địa ngục cũng không thể định tội nữa. Ya Hong thành công qua cửa, có thể đầu thai chuyển kiếp rồi. Sau đó Gang Lim giả trang thành người chuyển phát nhanh, giao nồi cơm điện Ya Hong mua trước khi mất cho mẹ của Ya Hong. Bên trong là bức thư cuối cùng anh muốn đưa cho mẹ. Bên trong không còn những lời nói dối nữa, toàn bộ đều là lời thật lòng. Anh nói với mẹ chẳng mấy chốc sẽ trở về bên bà. Còn một đoạn cuối đó là Gang Lim phát hiện Yêu Ma có can thiệp vào cuộc điều tra của anh về em trai, nên anh quyết định đối đầu trực tiếp với Yêu Ma và chọn em trai Su Hong là linh hồn cuối cùng của nhóm trước khi họ tái sinh. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.